xin cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chúng tôi đến cái phần chót này. Cái bản tin kế tiếp đây chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là lãnh đạo của quân Chechen đã huynh hoang khoe khoang về cái khả năng đàm phán của mình. Thưa quý vị, lãnh đạo của đội quân Chechen tức là cái ông Kadir Kadirov đó vào cái ngày 15 tháng 2 vừa rồi trên một cái đài truyền hình của nhà nước Nga, đài truyền hình Russian số 1 trong một cái chương trình hội thoại do bà Oga Kabiva bà làm chủ trì đó thì ông này đã đưa ra những cái gọi là những cái khoe khoang về cái khả năng đàm phán của mình ông này nói như thế này ông nói rằng nếu như mà cái điện cẩm linh mà coi như đề bạt tôi làm một cái người đi đàm phán với lại Zelensky đó thì tôi chắc chắn là tôi sẽ bắt cái ông ta phải ký những cái giấy tờ mà mình cần thiết một cái cách cách rất là nhanh chóng. Ông này nói như vậy không biết là có phải là ông đang đặt ra một cái, cái cuộc tranh đua về khả năng đàm phán đối với ông Trump này không. Thế nhưng mà sau ngay sau đó mình thấy ông này đó, ông ấy đưa ra một cái tuyên bố rất là hòe vốn. Ông nói rằng là nhưng mà hiện nay đó, cái chuyện mà nói chuyện với Zelensky là một cái điều không đúng, điều sai trái rồi thế thì cái bà bà chủ trì cái chương trình hội thoại đó bà Oga bà hỏi dẫn tới bà hỏi rằng là nếu như bị ông có cơ hội mà ông mặt đối mặt với lại ông Zelensky đó thì ông sẽ nói những cái gì thì ông Kadyrov ông nói rằng là tôi không nói gì cả nhưng mà tôi bắt ông phải làm những cái gì mà tôi muốn rồi ông này giải thích thêm ông nói rằng như bà biết đó, tôi là một cái nhà tâm lý học tôi am hiểu con người ta rất là kỹ và tôi có thể tác động họ tác động họ dễ dàng như vậy khi mà tôi gặp ông lần kia tôi sẽ nắm bắt tần số của ông rất là nhanh và tôi ông và tôi sẽ đặt ông vào vị trí của ông để tán thưởng cho những cái cái những đường những cái huynh hoang của ông kadirov này thì bà oga lại nói rằng là ồ ông đã thuyết phục được tôi rồi đấy thì thưa với quý vị những cái lời lẽ hoành hoang mà nó rỗng tuất như cái ông Kadyrov này đó, ở trên đài truyền hình Nga thì chúng ta không lạ. Chúng ta nghe hoài biết bao nhiêu là giới chức quân sự hay là những cái như là mấy ông dân biểu nghị sĩ chính trị gia lên những cái đài TV của Nga đó tuyên bố những cái điều rùng rợn mà nó không có thể thực hiện được chẳng hạn như là ném bom tiêu diệt luôn cả nước Anh hay là đòi lại Alaska của nước Mỹ những cái chuyện như vậy đó mà mình thấy là nó xuất phát từ miệng của những cái người gọi là những cái những cái người thuộc cái giới gọi là elite từ những người giới tinh hoa của nước nga thì mình thấy là cái tinh thần mà chủ nghĩa dân tộc nó ảnh hưởng và nó làm cho họ bù quáng đến như thế nào và rồi những cái đài tv mà trình chiếu những cái chương trình những cái tuyên bố huênh hoang như vậy đó thì không hiểu rằng là họ xem cái khán giả của Nga là những người như thế nào mà họ có thể thản nhiên nói ra những cái điều mà có không thể kiểm chứng được một cái cách mà rất là mình phải nói xài chữ là rất ấu trĩ như vậy thế nhưng mà thực sự như vậy cái ông Kadyrov, cái ông lãnh đạo quân đội của Chechnya đối với ông ông Putin thì nó lại có một cái mối liên hệ mật thiết giống như là con đối với cha vậy. thì vì vậy chúng ta biết rằng là nhờ ông Putin ông đề bạt, ông nâng đỡ, ông bảo vệ, thành ra là ông Kadyrov mới nắm được quyền ở bên trách ở bên đất nước Chechnya. nó cũng y hệt như là cái ông tổng thống của Belarus ông Lukashenko cũng nhờ ông Putin giữ bảo trợ giữ gìn bên vực mà ông mới giữ được cái quyền lực của ông ở bên Belarus. Thành ra mới đối với mấy ông này mới đối với ông Lukashenko thì ông ông Putin bảo gì thì phải làm đấy. Mà đối với ông Kadyrov này đó thì ông chuyên môn là nói ra những cái lời coi như là gọi là hoang tưởng vậy đó. gọi là ca tụng nước nga chê bai cái cái cái, cái đối phương như vậy đó thì mà vừa khổ cái là những cái điều như vậy đó thì ông Putin ông rất thích nghe chính vì ông bị bao vây bởi những cái những cái lời lẽ mà nó không thật như vậy đó nó làm cho cái nhận định của ông về đối thủ nó sai lệch khiến cho bây giờ ông phải xa lầy đối với một cái đất nước gọi là từ, ngày xưa đã từng là là một cái vệ tinh của nước của Liên Xô đó một cái quốc gia nhỏ bé hơn mình gấp là 10 lần bây giờ đánh mãi không thắng thành ra đây chính là một cái câu chuyện mà Việt Nam mình hay nói đó thà làm tớ cho cái cái người khôn còn hơn làm làm thầy cho cái đứa dạy và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói một cái câu chuyện hy hi hữu xảy ra ở xã hội Trung Quốc đó là chuyện một cái bé trai lớp mẫu giáo tặng cho bạn gái cùng lớp của mình một cái chiếc nhẫn vàng và chiếc nhẫn vàng thiệt chứ không phải là vàng giả thì cái câu chuyện này nó xảy ra ở thành phố Thiên An ở một cái lớp mẫu giáo thì có một cái đứa bé trai thì như thường lệ mẹ nó sáng nào cũng đưa con tới tới cái lớp học lớp mẫu giáo thế nhưng mà vào sáng 10 tháng 2 vừa rồi nó là một cái ngày đặc biệt đối với cái cậu bé đó bởi vì ngay khi cậu chạy vào trong lớp đó thì cậu đã móc túi lấy ra một cái chiếc nhẫn để tặng cho cái đứa bạn gái trong lớp mà bà cậu cậu ưa thích nhất thì cái đứa bé gái này cũng thích thú với cái chiếc nhẫn đó lắm thành ra nó cầm nó để đi khoe với tất cả những cái người bạn nhỏ ở trong cái lớp mẫu giáo của mình và khoe cả với cô giáo của mình luôn thì thực sự cô giáo cố ngồi đó cô đã theo dõi cái câu chuyện đó rồi cô đã thấy cái chuyện xảy ra trước mắt rồi thế nhưng mà cô vẫn cứ nghĩ rằng đó là một chiếc nhẫn giả giống như trẻ con đó, đồ chơi của trẻ con nó hay hay chơi hay tặng nhau cái chuyện đó thôi cô cũng chẳng để ý. mãi tới khi mà đứa bé nó tới cái bàn của cô nó mới khoe cô cái chiếc nhẫn nó thì cô liếc qua cô giật mình cô thấy sao mà cái chiếc nhẫn này hình như nó cũng không phải là, là giả dối tí nào thì cô mới cầm để cô xem xét thì dĩ nhiên mình, mình biết rồi cái nhẫn vàng thì nó nặng tay thì cô biết ngay là nó là một cái chiếc nhẫn thật và sau khi cố xem xét ở trong lòng của chiếc nhẫn đó nó lại có khắc những cái dòng chữ thì hóa ra đây là một cái chiếc nhẫn gọi là gần như là cái chiếc nhẫn vàng gia truyền của mẹ của đứa bé trai đó thế nhưng mà để sơ sẩy làm sao đó để cho cậu cậu đấm cậu bỏ vào túi để đem vô trong lớp tặng bạn thì dĩ nhiên câu chuyện kết quả là người mẹ tất cả chạy tới để mà nhận lại cái chiếc nhẫn gia truyền của gia đình như vậy mà, 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 mà hú hồn thì à, có lẽ là từ nay về sau chắc chắn là những cái những cái đồ quý giá là phải cất phải giấu ra, ra khỏi tầm mắt và tầm tay của cái thằng bé đó rồi thế câu chuyện này đăng tải lên trên mạng xã hội thì người ta bông đùa người ta giỡn người ta nói là cái xã hội Trung Quốc nó là từ trai thì thiếu mà gái thì thừa đến cái độ mà mà bây giờ cậu bé thì cậu phải là đầu tư cho tương lai phải dùng cái nhẫn vàng để mà mua chuộc tình cảm bạn gái từ sớm cho tương lai sau này thế nhưng mà trong đã trong cái câu chuyện này là một cái sự thực nó ở chỗ là rõ ràng là con nít ở trong gia đình nó sẽ bắt trước người lớn người lớn làm cái gì thì có thể nó làm theo đó và nhất là cái những cái đứa trẻ em vào cái thế hệ này nó, nó nhờ vào những cái chiếc máy điện thoại thông minh những cái chiếc laptop nó, nó có thể nó khôn ngoan hơn những cái đứa trẻ thế hệ trước rất là nhiều nó có thể nó có những cái suy nghĩ và có những cái hành động riêng của nó rất là bất ngờ mà mình không có, có thể nào mà đoán trước được. Thành ra người ta vẫn cứ khuyên là cha mẹ phải cẩn thận vì trong gia đình lúc này và nhất là trong cái vấn đề mà giáo dục đó. Thì người ta nói rằng giáo dục của gia đình nó quan trọng nhất là cái chỗ là làm gương. Muốn cho đứa bé là nó làm cái muốn cho đứa bé nó làm cái gì thì mình phải làm cái đó để cho nó bắt trước không thể nào mà à, cha mẹ cứ cãi cọ nhau mà muốn cho một đứa bé nó lớn lên nó hiền hòa nó ngoan ngoãn được cái điều đó là cái điều mà rất khó thì có một cái câu chuyện làm gương thì nó có câu chuyện như thế này có một lớp học mẫu giáo kia thì à, lớp học tiểu học kia thì cô giáo mới nói một với một cái đứa bé trai nói rằng là cái đề tài của bài luận văn là nói em kể lại một cái câu chuyện mà bố mẹ nói chuyện với nhau thì tại sao em lại cứ nói, viết những cái lời mẹ nói mà không thấy lời bố nói thì đứa bé này nó mới thành thật nó nói rằng ở nhà em thì mẹ em chỉ có nói thôi còn bố em thì chỉ biết nghe gật đầu thôi ông có nói cái gì đâu <laughs> thì chắc chắn phải nói đây là một cái sự thật nó xảy ra trong rất là nhiều gia đình rồi thành ra là uh, sau cái tin này thì các bà nên bớt chút thời giờ để cho các ông nói có ý kiến thì đứa con trong nhà nó mới dễ dàng nó làm bài tập. Vâng chương trình của chúng tôi kết thúc ở đây, xin kính chào, hẹn gặp lại.